Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình nhận định thế sự hàng tuần cùng với bình luận gia Lý Đại Nguyên. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Nguyên và mời ông gửi lời chúng ta chào khán giả bắt đầu chương trình ngày hôm nay thưa ông. Cao Minh Hưng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi được bước ngay vào những cái tin tức thời sự rất quan trọng. Thì kính thưa quý vị, như chúng ta đã theo dõi tình hình thời sự về chuyến đi châu Âu của Tổng thống Donald Trump dự hội nghị G20, thì chúng ta thấy rất là nhiều tin tức xoay quanh những cái sự đối xử, những cái chính sách của Hoa Kỳ bây giờ nó đã bộc lộ ra cái thái độ của tất cả những cái nguyên thủ của các nước khác đối với cái sự tiếp đón của Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái bản tuyên cáo chung thì chúng ta thấy có hai vấn đề cũng đưa ra, là cái vấn đề là bảo hộ mậu dịch cũng như là về cái thỏa thuận về Paris, vấn đề môi trường. Thì kính thưa bình luận gia Lê Đức Quyên, những cái mà chính sách của ông Donald Trump đối với đối ngoại thì bây giờ ông đã thấy cái sự tiếp đón, cái thái độ của những người lãnh đạo khác ở châu Âu, đây là cái một cái việc mà ông đã lường trước được hay là đây là một cái gì đó mà ông sẽ học được bài học gì đó sau cái chuyến đi này thưa ông? Vâng, chúng ta nói trước rồi. Dạ. Tức là 19 đến 1. Dạ. Tức là trong họ gọi bây giờ gọi là J19. 19 đến 1, tức 18 quốc gia vào cái Renault đó. Dạ. Họ lấy 1. Thì vấn đề đặt ra là vì ông cô lập, cho nên cái hội nghị 20 là về mậu dịch, về thương mại, về buôn bán. Thì tất cả người ta gọi ông, tự ông cô lập ông thôi. Nếu Mỹ cô lập thì người ta làm sao chơi với ông nữa đó. Cho nên là tất cả trước khi họ vào G20 thì Nhật Bản ký liên minh với Liên Âu cái hiệp ước an ninh, cái hiệp ước tự do mậu dịch. Yeah. Rồi Liên Âu ký với Canada, những cái tự nhiên sắp sửa trở thành một cái hiệp ước mậu dịch tự do, thì cho thấy rằng cái hầu như cái vòng tay địa cầu nối với nhau từ Nhật Bản sang Âu Châu sang Canada rồi lại vòng về. Và ngay bây giờ đấy, thì 11 nước trong xuyên Thái Bình Dương họ họp với nhau ở Nhật Bản, họ quyết định làm lại, không có Mỹ. Tức là bây giờ hầu như cả thế giới họ cô lập Mỹ. Tự anh cô lập thì họ phải tự cứu nó họ. Yeah. Đó là một cái thứ nhất. Cho nên ông biết rõ, ông tự cô lập thì ông biết rõ nào sang đấy không ai được đến đó lắm cả. Và cương quyết ông cho vẫn cương quyết giữ cái Paris, ông bỏ Paris ông chơi đó. Yeah. Tức hai vụ và hai giây 20 không thành công được là hợp tác kinh tế toàn cầu không có. Yeah. Rồi thứ hai là cái thỏa ước về khí hậu Paris. Yeah. Riêng có vấn đề ông họp với ông Putin. Yeah. Ở trong 2 tiếng rưỡi ông hồ giải quyết được vấn đề, một vấn đề thôi là ngừng bắn tại Syria. Yeah. Và ngừng bắn tại Syria trong khi trong Mosul, ông Iraq đang bắt đầu tiêu diệt được cái quân ISIS ở Mosul. Tức là chỉ là mợ Iran, vì nối liền được Iran và Syria. Yeah. Và như vậy là chia ba cái, như mình đã nói rồi, chia ba cái Trung Đông ra là Nam là Ả Suis, rồi Iran, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, chia ba. Và đứng sau Nga, Mỹ, và nó bắt đầu tùm lum hết câu chuyện. Nói đến cái cuộc họp của ông Donald Trump với lòng Tổng thống Putin thì ngay trong Hoa Kỳ họ đã khui ra cái vụ là Donald Trump Jr., con trai của ông Donald Trump, cũng đã gặp gỡ một cái nữ luật sư của Nga trước đây. Thì cái vấn đề này càng ngày họ cần đưa ra, chủ yếu cái mục đích để làm gì thôi? Vâng, thưa, vấn đề đặt ra là nó quan trọng lắm. Vì ông Putin nó chối không có gì liên hệ với cuộc bầu cử của Nga, của Mỹ cả. Ông Tâm cố tình gắt hỏi 2 lần, ông Nghiệm từ không có. Yeah. Chỉ có cái chứng kiến của ông Ngoại trưởng của Thế Johnson thì ông nói thẳng có đem cái vấn đề ra, ông chối. Yeah. Chối thì thôi, tức là bỏ qua của nó đi. Nhưng mà nước Mỹ nó mở qua được. Yeah. Vì nó biết rõ là anh thò bàn tay vào cái cuộc bầu cử. Và cuộc bầu cử thò bàn tay rất nhiều thứ, chứ không phải một thứ thôi. Nhưng mà đích thực ra gia đình ông Trump và gia đình ông về cái ban bầu cử của ông ấy, họ cứ tưởng họ là một cái công ty chứ không phải là quốc gia. Cho nó phải đi điều đình với tất cả mọi thứ, họ coi ông nước Nga như một công ty đối tác với họ thôi, họ vẫn điều đình như thường. Không ngờ rằng đấy trong đó nó là 2 quốc gia. Yeah. Mà 2 quốc gia đang là thù địch với nhau. Yeah. Thành vấn đề nó ra khác hẳn. Yeah. Cho nên khi mà báo chí họ tung ra
cái tin ông con ông Đâm Trump, liên hệ, không chối được. Yeah. Thì phải công nhận, phải công nhận mà chỉ chối đi cái là bố tôi không biết. Yeah. Tức là lê lai điều bình cứu Chúa, tôi không biết, ông tôi không nói bố tôi, tôi chẳng có gì. Vì đích thực ra trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ông Junior đó, Tom Radio là người mà điều khiển tất cả cuộc bầu cử, không phải ai hết. Yeah. Yeah. Thì nếu mà nói ông bố không biết thì cũng khó mà tin được. Không, vì ông này ông điều khiển hết cả. Thì nói rồi thì thông qua tôi cho nên có lúc ông Putin, ông Trump ông nói rằng chúng tôi có bằng cớ, đủ bằng cớ là bà Clinton bề bối. Yeah. Ông Trump tuyên bố ra như vậy thì tất nhiên có hành, bây giờ càng ngày ra khui đi. Yeah. Vì không thể chối cãi được. Yeah. Thì phải nhận thôi, nhận thì ta nhận mà không có bố tôi, trong đó tôi đây, tôi làm hết. Nhưng mà nếu trong cái thời gian tranh cử, người ta nói là người ta họ tìm đủ mọi cách để mà khui ra những cái điểm yếu của đối thủ, thì như vậy nếu mình nhìn một cái góc cạnh nào đó, như bà Clinton, bà cũng nhận tiền từ Trung Cộng một nước cũng thù nghịch với Hoa Kỳ, thì hai cái việc này nó có khác đó nhau không? Vấn đề đặt ra là người, chúng ta biết trong cái thời đại thông tin điện tử bây giờ, trên website thì nhiều tin tức sai lầm lắm, họ như căn cứ của nó cũng được. Chúng ta cứ thấy nghe thì bảo Clinton nhận tiền của ai, họ khôn lắm. Họ làm chính trị, họ biết cái gì phải né tránh, họ nhận tiền ở đâu không biết, nhưng mà không mau để cho vấn đề sơ hở. Anh có thể nói ra, bà nhận tiền về vu khống thôi. Vì không thể bắt được, cho nên vấn đề là đấy, những cái trong thời đại thông tin này thì vấn đề cái nguy hiểm nhất là không biết được thông tin. Nhưng mà các thông tin gọi là lộn xộn, tức là tin nhảm tin nhí, nó đầy dây hết. Không biết tin nào xin tin thật, tin nào tin giả, cho nên biết phân tích rõ ràng. Nhưng mà suy ra cho cùng, nếu mà những cái việc đã rồi, trừ khi họ có chứng tỏ là bằng chứng để phản quốc, nhưng mà khi đến như nước này, theo bình luận ra Lý Đại Quyên, họ có nên để cho Tổng thống Donald Trump một cái thời gian để ông có thể điều hành những công việc mà ông planning? Ông không biết điều hành. Đó là lý do này, mà cố tình đem ra những cái chứng cứ này. Không biết điều hành. Cho nên bây giờ có thể chính phủ họ đề nghị, không phải là quốc hội nữa, mà chính phủ đề nghị là bất tín nhiệm. Mà khi chính phủ đề nghị bất tín nhiệm thì là đưa ra quốc hội biểu quyết thôi. Vấn đề nó khó khăn lắm. Bởi vì hiện tại ông Tổng thống không làm việc Tổng thống. Ông làm việc cãi nhau, chửi nhau suốt ngày, đem một cái tweet ra. Chưa bao giờ ông ra một cái thông cáo rõ ràng, minh bạch. Chính sách A, B, C chưa có gì hết. Mọi người không thấy biết chính sách gì cả. Nhưng mà ông mỗi sáng tweet ra, tweet ra. Tức là ông tạo nguồn tin. Ông tạo nguồn tin thì người ta chống lại ông. Thì ông chống người ta. Tức là vấn đề đặt ra là chống. Và con ông, cái anh đéo là ông ghê gớm lắm. Nghĩa là nhất định đánh nhau hết. Anh nào đối thôi, tôi anh cũng như bố thôi. Cái tính cũng như bố vậy đó. Thành vấn đề khó khăn lắm, đơn vị khó khăn. Họ đang mà cài vào cái chỗ mà phải chốt với ông đấy. Ông khôn khéo thì ông tránh được. Mà ông không khéo, cứ giữ cái này mà bây giờ 7 tháng thôi. Không làm được gì hết. Cái gì cũng sai hết. Cái khó khăn nhất vô cùng. Cho nên là bây giờ bảo ta là quyền lực họ vào chính phủ. Theo bình luận gia Lý Đại Quyên thì trong 2 phút còn lại của phần đầu chương trình, ông Tổng thống Donald Trump phải làm gì, nên làm gì để có trong những cái phần còn lại của cái nhiệm kỳ của ông, thưa ông? Bây giờ ông phải điều chỉnh lại ngay chính những tư tưởng của ông. Yeah. Tư tưởng của ông là tư tưởng mà bảo thủ, tư tưởng bảo thủ và tư tưởng mà cô lập. Bây giờ thế giới này không được cô lập nữa. Vì ông nghĩ là cô lập, ông đem vơ về như thì làm không, giàu nước Mỹ thôi. Không cần mà thực tế mà đích nó không thực như cái vậy. Giàu có nước Mỹ là cái mà nước Mỹ vươn tay ra khắp thế giới, phải hợp tác với những cái nước khác. Thành như bây giờ tất cả tôi vừa nói đó, Âu Châu, Nhật Bản, gia đại họp nó thành một cái khối liên hệ rồi. Trước đây Mỹ muốn làm cái xuyên Đại Tây Dương không nổi. Âu Châu nghi kỵ không nổi, bây giờ Nhật làm được. Rồi bây giờ ông rút ra khỏi xuyên Thái Bình Dương thì 11 nước Thái Bình Dương họ vẫn cứ làm như thế. Và quan trọng hết là hầu như ông không làm cái trách nhiệm tổng thống, ông làm trách nhiệm của cái sự cãi nhau để chuẩn bị cho cái tư thế của ông thôi. Vấn đề khó khăn như vậy, ông rất giỏi, thông minh, đi ông gặp Nga để chuẩn bị để mà liên hệ với Nga.
như ngày trước, nhưng đấy thực ra ông bị trói tay. Không cách gì ông có nghĩ với Nga được, cho Nga phản ứng ngay cho khác. Nghĩa là ngày xưa ông Obama đuổi một số Mỹ ra, bây giờ Mỹ đòi đuổi Mỹ đây, Nga đòi đuổi Mỹ ra, đại khái nữa. Vấn đề thật ra là giữa Nga với Mỹ, ông Trump lên làm tổng thống tưởng rằng Nga tưởng rằng mình thành công, nhưng hóa ra cái người thất bại lớn nhất là Nga. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ chương trình, và xin quý vị bằng ý lần sau để trở lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay.